Chào bạn, hôm nay mình sẽ đến với lại video đó là mình sẽ luyện tập một số câu liên quan đến cực trị của hàm bậc 3. Câu số 1, tìm tất cả giá trị nguyên của tham số M trên những khoảng từ trừ 10 đến 10 để đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 cộng x bình phương cộng m x trừ 1 có điểm cực tiểu nằm bên phải trục tung. Vậy thì trước hết là mình đó là hàm này hàm bậc 3 nên tập xác định của nó là d bằng r, nên mình không ghi lại nữa ha. Xác định y phẩy cho mình. Y phẩy nó bằng 3 x bình cộng 2 cộng với lại m. Tìm m để hàm số có điểm cực tiểu. Để hàm số có điểm cực tiểu thì hàm số phải có hai điểm cực trị đúng không? Thì y phẩy bằng 0 nó phải có hai nghịch phân biệt. Tức là delta phẩy của mình nó phải dương ha. Ok, tương đương với lại b phẩy bình tức là 1 trừ cho a nhân cho c tức là trừ cho 3m nó phải dương. Tương đương với lại m nó phải bé hơn 1/3. Rồi, vậy thì bây giờ mình có như sau, sẽ phát họa cái đồ thị nó lên ha. Đây là đồ thị bậc 3, có hệ số a dương, nó sẽ có hình như thế này ha. Nó sẽ có hai cái điểm cực trị ở đây ha. Rồi, vậy thì nó kêu nó là tìm m để hàm số có điểm cực tiểu. Thì bạn lưu ý cho mình như sau nè. Rồi, cái hàm bậc 3 với cái trường hợp cái hệ số a ở đây bằng 1 ha. A bằng 1, tức là hệ số a nó dương. Thì cái điểm cực tiểu ha, bạn nhớ cho mình ha, cực tiểu. Thì nó phải luôn luôn, nó nằm bên phải ha, nó nằm phía bên phải. Còn điểm cực đại thì nó sẽ nằm phía tay trái ha. Đó, bạn nhớ cho mình như vậy. Còn cái trường hợp a mà nó âm, đây là trường hợp a dương ha. Còn trường hợp a âm, đây thì cái đồ thì nó sẽ ngược lại một xíu. Thì cái điểm cực tiểu nó sẽ nằm đi trái, điểm cực đại nó sẽ nằm đi tay phải ha. Rồi, đây là trường hợp a âm. Còn cái, bây giờ mình đang xét đến trường hợp đó là a nó bằng 1 nó dương, cho nên là điểm cực tiểu của mình nó nằm phía tay phải. Và nó kêu là tìm m để hàm số có điểm cực tiểu nằm bên phải trục tung. Tức là cái điểm cực tiểu của mình nó phải nằm phía tay phải của trục OI. Và bây giờ mình áp dụng hệ thức VS ở đây ha. Thì theo hệ thức VS thì ta có tổng hai nghịch x1 cộng x2 bằng trừ b chia cho a trừ 2/3 ha. Rồi x1 nhân x2 bằng c chia cho a tức là bằng m chia 3. Mình đặt x1 nó là hoành độ của cực đại, vậy thì x2 của mình nó sẽ là hoành độ của điểm cực tiểu ha. Đề bài nó kêu cái gì? Nó cần nó là x2 của mình như thế nào đây? Nó phải dương đúng không? Nó phải nằm phía tay phải mà. Đó, x2 của mình nó phải dương. Còn x1 ở đâu nó không quan trọng. Sao x2 nó lớn hơn không là đủ rồi ha. Rồi thì bạn chú ý cho mình, tổng của hai số nó âm mà một số nó dương thì chắc chắn là cái số còn lại nó phải âm, tức là cái x1 của mình chắc chắn nó phải âm đúng không? Tại vì tổng của hai nghiệm nó đã âm rồi mà một cái con số trong hai số đó nó đã dương, vậy thì chắc chắn số còn lại nó phải âm ha. Thì ở đây nó là x1 nó phải bé hơn không mà nó bé hơn x2. Vậy thì điều kiện này nó sẽ dẫn đến cái gì? Sẽ dẫn đến đó là hai nghiệm x1 x2 trái dấu nhau. Đúng không? X1 x2 trái dấu. X1 x2 trái dấu tức là cái tích của chúng x1 nhân x2 nó phải âm đúng không? Cái tích của chúng nó phải âm. Rồi do tích của hai nghiệm bằng m chia 3, vậy tức là m chia 3 của mình nó phải âm. M chia 3 âm tương đương với lại m âm ha. Rồi vậy thì nó kêu giá trị nguyên của m, vậy thì m sẽ chạy từ -9 cho đến -1 ha. Do ở đây là không có lấy -10 với lại không lấy số 0 ha. Vậy thì tổng tất cả giá trị nguyên thì là -9 cộng -8 cộng -7 cộng đến -1 ha, ta sẽ ra được là -45. Cho hàm số y bằng 1/3 m x mũ 3 trừ cho m trừ 1 nhân cho x bình phương cộng 3 nhân cho m trừ 2 nhân cho x cộng 2021. Tổng bình phương tất cả giá trị của tham số m, hàm số có hai điểm cực trị x1 x2 thỏa mãn 2x1 cộng với lại x2 bằng 2 bằng. Rồi vậy thì trước hết hàm số này có hai điểm cực trị thì chắc chắn đây là hàm bậc 3. Hàm bậc 3 thì chắc chắn cái hệ số của cái x mũ 3 nó phải khác không ha. Tức là 1/3 m phải khác không, tức là m phải khác không. Ở tiếp theo đó là mình sẽ tính y phẩy ra. Y phẩy của mình nó bằng m x bình 2 lần m trừ 1 nhân cho x cộng 3 lần m trừ 2. Rồi hàm số có hai điểm cực trị tức là cái delta của mình, cái hệ số b chia cho 2 rồi là delta phẩy ha. Delta phẩy nó phải vuông. Thì tương đương với lại b phẩy bình là m trừ 1 bình trừ cho a là m nhân cho c là bằng 3 nhân cho m trừ 2 và nó phải dương. Thì tương đương với lại bây giờ mình rút gọn đi ha, m bình nè, ở đây là trừ 3 m bình là thành trừ 2 m bình. Tiếp theo trừ 2 m mà ở đây nó là bằng cộng 6 m nữa là cộng 4 m cộng với lại 1 nó phải dương. Cái hai cái điều kiện này mình để đây đi, mình tạm thời chưa giải ha. Thì các bạn có thể giải điều kiện này ra cũng được, hoặc là lát nữa mình giải được các cái giá trị của m rồi mình kiểm tra và cái điều kiện này là ok thôi ha. Rồi vậy thì khi đó phương trình có hai nghiệm x1 x2 thì mình áp dụng hệ thức VS ở đây ha. Tổng hai nghiệm x1 cộng x2 bằng trừ b chia cho a, tức là nó bằng 2 lần của m trừ 1
chia cho m. Tích của hai nghiệm x1 nhân x2 bằng c chia cho a. 3 nhân cho m trừ 2 chia cho m. Rồi vậy thì nó kêu mình đó là gì? Tìm m để 2x1 cộng với lại x2 nó bằng 2. Rồi vậy thì mình xử lý cái này như thế nào? Bạn chú ý cho mình ha, mình sẽ tách này ra là bằng x1 cộng với lại x1 cộng x2 nó bằng 2. Rồi x1 thì mình để yên. X1 cộng x2 thì nó là bằng 2 nhân cho m trừ 1 chia cho m. Tổng này bằng 2. Và cái này mình viết lại một xíu ha, nó là x1 cộng cho cái này là 2m trừ 2 trên cái từ đúng không? 2m trừ 2, vậy thì mình chia xuống đi. Nó là 2 trừ cho 2 chia cho m. Tổng này bằng 2. Ồ, 2 với 2 là hết nè. Đó, mình rút gọn này đi. Đây là 0. Vậy thì x1 trừ cho 2 chia cho m bằng 0. Vậy thì x1 của mình nó sẽ là bằng 2 chia cho m. Rồi, đã xong. Mình đã tìm được x1. Ở đây mình không giải gì, mình tìm x2 ha. Tại vì sao? Nó kêu mình đó là tìm giá trị của m mà. Tìm giá trị của m. Thì bạn chú ý cho mình. X1 đó là nghiệm một cái phương trình nào? Phương trình y phẩy bằng 0. Mình đã biết được x1 của mình nó bằng 2 chia cho m rồi. Rồi chắc chắn là y phẩy tại 2 chia cho m nó phải bằng 0. Đó. Rồi thì mình đã có y phẩy rồi. Bây giờ mình thế cái x nó bằng 2 chia cho m vào là xong ha. Thì mình có như sau nè. Mx bình đó là bằng m nhân cho 4 chia m bình. Tức là 4 chia cho m. Và mình trừ cho 2 là nhân cho m trừ 1. Nhân cho x. X là 2 chia cho m. Và đây là 4 chia cho cái này là m đây. Rồi mình cộng với lại 3 lần m trừ 2. Được này bằng 0. Rồi vậy thì mình rút gọn cái lượng ở trên đi ha. Rồi cái từ của mình ha. 4m trừ 4. 4m trừ 4. Còn vậy thì cái này nó là bằng trừ 4m cộng 8 à. Mình viết lại một xíu nè. Cái từ của mình là trừ 4m cộng với lại 8 chia cho m. Rồi lượng này cộng với lại 3 lần m trừ 2 nó bằng 0. Rồi đây ha, mình sẽ đặt m là mẫu chung. Rồi cái này bằng 0. Mình quy đồng cái lượng đằng sau lên ha. Lượng đầu vẫn giữ nguyên. Trừ 4m cộng 8. Rồi cái lượng đằng sau thì nó là bằng 3 nhân cho m trừ 2. Rồi vậy thì cái phân thức này bằng 0 khi nào? Khi cái từ nó bằng 0. Do cái mẫu của mình đã khác 0 rồi. Đó là cái điều kiện đầu tiên mình tìm ra nè. Rồi vậy thì cái từ của mình nó là bằng cái gì? 3m bình. Trừ cho 6m nè. Trừ 4m là trừ 10m. Cộng với lại 8 bằng 0. Rồi đây là một phương trình bậc 2 ha. Mình bấm máy tính ra ha. Ra được hai nghiệm đó là m bằng 2 hoặc là m bằng 4/3. Rồi, bây giờ mình sẽ thế lần lượt các cái nghiệm này vào trong cái điều kiện của delta phải dương nè. Mình thế nó vào cái lượng trừ 2m bình cộng 4m cộng 1 xem nó dương không. Sau khi mình thế mà mình thấy cả hai cái nghiệm này đều thỏa mãn ha. Vậy thì khi đó nó kêu đó là tổng bình phương tất cả giá trị của m. Tức là mình lấy 2 bình cộng với lại 4/3 bình ha. Cái này là 16/9 à, cộng với lại 4, 52/9 à, 52/9.